Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lạc Ngọng thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 168 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 168 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước. Lại nói lúc bấy giờ, vốn đang lẩn trốn quan binh bao quanh xe tù và trốn đám mát tặc, còn có người đánh xe chính họa ở phía dưới xe tù, giống như đã thương lượng xong, lấy mũi tên bắn ra từ các góc độ khác nhau, có lúc bắn người, có lúc bắn ngựa. Mát tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại có hơn 10 người nữa ngã ngựa. Mát tặc còn lại khua đao rút lui. Lưu Thất thấy tình hình không ổn, cũng biết lúc này muốn cứu Trương Mậu đã không thể được nữa rồi, đành phải bi phẫn mà hét lớn: "Lùi, lập tức rút lui!" Một mũi tên bắn lên trời, đám mã tặc bắt đầu thúc ngựa rút lui. Ngô Hán Siêu thúc ngựa đuổi theo, trường đao trong tay khu lên xoắn lại, lại phi một cái, mấy chiếc đầu rơi xuống, máu văng tung tóe. Tận mắt thấy Trương Trung bắt được Trương Mậu dũng mãnh như thế, lập tức có một tên mã tặc thúc ngựa xông lên nghênh chiến. Keng 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 keng, hai đao xông vào nhau liên tiếp, hai ngựa xe dịch xông tới, hai người đồng thời tán thưởng: "Hay, hay!" Lập tức mã tặc thúc ngựa quay lại nghênh chiến. Mã đao lạnh lùng vung lên trời, đôi mắt như chiếc chuông cắm vào cổ họng của Ngô An Siêu. "Đi, đi mau!" Lưu Thất trầm giọng quát, dẫn theo đám mã tặc bỏ đi. Có người còn kịp cưỡi lên ngựa của huynh đệ bị bắn chết lúc đầu, nhưng quân binh đuổi tới nơi đã bắn lên tên liên tục, cùng với đó là mã tặc liên tiếp bị trúng tên. Họ chỉ có thể buông tha cho viện thủ, tự lo chạy thoát chết. Lưu Thất cản phía sau, một cây trường đao đã ép quân binh đuổi tới gần. Thấy người đàn ông bị bịt mặt đó và Ngô An Siêu càng đấu càng hăng, liền hô lên vài tiếng không lui: "Khốn kiếp, Phong Lôi, lập tức rút lui, lui, lui!" "À, hóa ra ngươi tên là Phong Lôi, công phu không tồi, lại còn là cướp sao?" Ngô Hán Siêu dừng ngựa lại mỉm cười, y dùng đao cũng không tiện tay, thuật cưỡi ngựa cũng không bằng người ta, giết cũng không nổi tên cao thủ này. "Hừ." Người bịt mặt hung hăng lầm y một cái nói: "Trường Mậu đại ca, võ nghệ còn cao hơn cả ta, không dùng đến quỷ kế, ngươi không thể bắt được gã ta đâu." Nếu đổi lại là một năm trước, vừa mới xuất đạo, Ngô An Siêu xuất thân danh môn chính phái, nghe thấy lời này tất sẽ vô cùng hổ thẹn. Bây giờ lại không nhục nữa, ngược lại còn thấy vinh. Y nhai răng cười nói: "Ta là quan, ngươi là giặc, quan bắt giặc, bắt được là tốt rồi." Phong Lôi tức giận quát lên, phía sau lại có một tiếng hét lớn hơn cả gã: "Phong Lôi khốn kiếp, ngươi muốn các huynh đệ phải chết cùng ngươi hay sao?" Phong Lôi hừ một tiếng, thúc ngựa đi, nói lại một câu: "Hy vọng có một ngày nào đó, ngươi và ta có thể đánh một trận công bằng mà so có thấp với nhau." Ngô An Siêu nói: "Có triển vọng, ngươi làm giặc làm gì, làm đại hiệp lại được rồi." Phong Lôi tính tình dữ dằn, bị tên quan không ra gì, khiến cho tức sôi cả máu lên, hận là không thể phân cao thấp với y được ngay lúc này. Thế nhưng ngẩng đầu, thấy đôi mắt của Lưu Thất đã sắp bốc hỏa, chỉ còn biết nhẫn nhịn mà lui đi. Lúc này đã mất đi chiến mã, những mã tặc đã bị quan binh bao vây, duy chỉ có bó tay chịu trói. Ngô Hán Siêu nhìn xung quanh cao giọng quát: "Không cần đuổi theo, thu dọn chiến trường." Nói xong liền chỉ vào mã tặc bị y đâm trúng rồi nói: "Tên này vẫn chưa chết, bị thương ném lên xe tù." Lại nói Khâm Sai đại nhân, uy quốc công Dương Lăng đã trở lại, quan lại Bá Châu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, các quan huyện vẫn còn chưa quay về, bởi vì họ đang tham gia lễ nạp thiếp của Giang Bân. Quan chức của Giang Bân không thấp, lại là lần này bắt giữ quan viên, tra xét phủ đệ quan tham, ai dám không nể mặt đây. Kết quả là những quan lại này đang uống rượu nóng ta lên, thấy quốc công gia giết chết một hồi mã thương, lại dẫn xe tù quay trở về. Nếu vẫn còn chưa rời đi, những quan viên này lại giả như quay lại đón tiếp, khách khí đón đám người Dương Lăng trở về Bá Châu. Phạm nhân được áp giải vào nhà lao, người trong đại lao Bá Châu chật cứng, tù nam không nói tới, ngay cả tù nữ cũng đã đầy. Đặc biệt khiến người ta thấy thú vị
là quan viên triều đình và đại tặc Giang Trường tụ tập cùng một mái nhà. Trong nhà lao hội hợp, số người của hai bên cũng đã trở thành cảnh tượng của Bá Châu. Uy Quốc Công đi chưa được mấy chục dặm đã gặp được mã tặc tập kích mà đành phải quay trở về. Những tên mã tặc to gan lớn mật này lại là đại hào thân thế của Bá Châu, Trương Mậu. Người dân nghe thấy mà kinh ngạc, các quan lại trong lòng lại thấy lo sợ. Đặc biệt là từ xưa tới nay đã qua lại với Trương Mậu càng sợ hơn. Cảnh loạn lạc này của Bá Châu đến khi nào mới kết thúc được đây? Vừa nghĩ tới đây, những quan lại này lại muốn khóc mà không ra nước mắt. Vì sao Giang Bân lại lập thiếp? Vương Mãn Đừng kia thực sự là một người xinh đẹp lay động lòng người. Từ khi thân thiết với nàng, Giang Bân này đã bị ăn sâu vào tận xương tủy. Thật đúng là một ngày không vui vẻ cùng nàng là không chịu được. Nhưng bây giờ Vương Mãn Đường đã về nhà mẹ đẻ rồi, y không thể công khai qua lại được nữa. Biểu huynh nhận lời mang lễ vật tới nhà kết thân cho y, nhưng tòa nhà lớn như vậy, thu dọn đơn giản cũng phải mất vài ngày, sao mà chịu được đây? Chuyện kê biên tài sản nhà quan lần này vẫn chưa kết thúc, nhưng Giang Bân đã mượn gió bẻ măng thu nạp một lượng lớn tiền của Phi Nghĩa. Ngay cả hai tiểu thiếp xinh đẹp của Phan Bạch Ly, y cũng đã bàn bạc xong với Chi Châu mua về làm nô gia nhà y. Do đó liền mua một tiểu viện ngay cạnh nhà, trước tiên muốn đưa Vương Mãn Đường tới đó. Mặc dù là nạp thiếp không cần đại lễ, nhưng dù sao Giang Bân cũng là người làm việc hết sức quy củ, làm việc rất gọn gàng. Chân trước tiến Dương Lăng, chân sau đã sai kiệu nhỏ đi đưa tin. Văn võ bá quan, quan lại ở Bá Châu tới tham gia, không kịp mua lễ vật, uống rượu mừng, quà mừng là một đống hóa đơn trắng. Sau khi trở về sẽ sai người mang tới bù lên. Vừa nghe tin Khâm Sai bị tập kích, bắt được lượng lớn cường đạo quay trở lại Bá Châu, các quan lại lập tức giải tán, tất cả đi đón Khâm Sai. Giang Bân ở nhà sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Biểu huynh đúng là đại tặc cướp sông cướp biển, lần này cũng thôi, y vẫn tới trước mặt Khâm Sai cướp xe tù, tội này liệu có nhẹ không đây? Nhớ lại mình đã từng tiết lộ với Trương Mậu về chuyện sống chết của Trương Trung, Giang Bân bỗng cảm thấy lo lắng. Ngộ nhỡ biểu huynh lấy chuyện này ra, tội danh này vừa lớn lại vừa nhỏ, tất cả đều phải xem tâm tình của Dương Lăng. Nếu như Dương Lăng muốn xử lý y, lớn thì tội này sẽ thông với phỉ, như vậy chỉ có quan chức không giữ được mà còn là tội mất đầu. Một đám sĩ quan không tiện rời đi, thấy tướng quân mặt mày ủ rũ, có một tên bách hộ đã quen thân được 2 ngày liền lên tiếng hỏi y. Giang Vân vẻ mặt tang thương nói rõ sự tình. Các quan tướng ai lấy đều ngơ ngác nhìn nhau, cũng không có chú ý gì cả. Những người đứng đầu này không học vấn, không nghề nghiệp, biết chữ cũng không có mấy người. Chuyện này nghiêm trọng như vậy, họ thực sự cũng không tính toán được gì. Tính toán hồi lâu, Thiên Hộ Trương Đa Đa Bá Châu liền vỗ đùi nói: "Tướng quân, tuy chức có một chú ý, người xem có được không?" Giang Bân giống như vớ được một cái cọc cứu mạng, liền kéo tay gã lại nói: "Chú ý gì vậy, mau nói ra xem." Trương Đa Đa chớp chớp mắt nói: "Tướng quân ngài đã nói Quốc Công gia và ngài khi còn ở Kê Minh Dịch đã quen biết cũ rồi, giao tình trước đây cũng rất tốt. Lần này Quốc Công gia bắt tham quan lại trọng dụng tướng quân, rõ ràng là muốn xem tướng quân là người của mình rồi." "Ừ, đúng vậy, đúng vậy." "Vậy thì Quốc Công gia dù có trách tội ngài thì cũng là gió thoảng bên tai, suýt nữa vì đã làm hỏng chuyện đại sự của ông ấy mà thôi. Tức giận này chỉ là nhất thời, tiêu tan xong là tốt thôi. Ngài chỉ cần để cho Quốc Công nói ra tức giận của mình, phát tiết một hồi, tất nhiên ông ấy sẽ không trách cứ ngài mãi được. Lại còn nghĩ cảm thấy tướng quân là trung thành đáng tin cậy nữa ấy chứ. Ông ấy sẽ nghĩ tướng quân ngài tính tình lỗ mãng một chút thôi, sau này lòng tin cũng quyết không thể giảm được." Giang Bân dậm chân nói: "Ông nội của ta ơi, ngươi muốn ta tức chết à? Rốt cuộc là làm như thế nào?" "Thì chịu đòn nhận tội." "Hử? Ta cũng đã từng xem qua trò này rồi, có một vị đại tướng quân đắc tội với một vị quan văn. À đúng rồi, rất giống. Ngài cũng là tướng quân, Quốc Công gia cũng là quan văn. Đại tướng quân đó đã cởi bỏ quần áo của mình, mùa đông vác bó củi tới cho vị quan văn đó. Vị quan văn đó thấy thế liền không tức giận nữa. Hai người còn trở lại thành bạn thân. Tướng quân, đại tướng quân trong vở diễn này đắc tội với người ta còn không chỉ một lần nữa kìa." "Người ta còn không tức giận, ta nghe nói đây là chuyện có thật đấy, ngài học thử xem sao." Một phó thiên tổng tên là Hạ Tiểu Văn bên cạnh vút cảm nghi ngờ hỏi: "Không thể chứ, quan văn đó trong nhà thiếu củi hay sao?" Trương Đa Đa lườm y một cái nói: "Ngươi thì hiểu cái gì, đó là biểu thị lòng trung thành, nghĩa là nói bó củi trên lưng ta cõng đây này, ngài không phải là tức giận hay sao? Vậy thì ngài hãy đánh ta đi, đánh chết ta đi, rút ra từng cây còn có một bó nữa đây này. Người nói xem thành tâm như vậy, nể mặt như vậy, người ta còn không nguôi giận hay sao?" Hạ Tiểu Văn vui mừng nói: "À đúng rồi, cách này rất hay, nhưng cởi hết không hay rồi, đi ngoài đường mặt mũi thì thế nào đây?"
Giang Bân đối với tên phế vật này cũng có nhiều điểm hay, liền trợn mắt mà nói: Nếu ta là phụ nữ, ta sẽ cởi hết. Một đại lão già như ta cởi hết thì ai xem đây? Người xem, ngu ngốc, kỳ thực chính là cởi bỏ cánh tay này, phía dưới sao thì cũng phải mặc quần chứ. Ồ, các quan tướng lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Nhờ sự nhắc nhở của Trương Đa Đa, Giang Bân cũng đã hiểu. Đúng rồi, quốc công và mình có giao tình cũ. Trong chốn quan trường, quan hệ này chính là một cái gốc rễ, cùng một gốc rễ mà ra, cũng là thủ đoạn liên hệ giữa hai người chúng ta. Qua những ngày tháng này cho thấy quốc công đối với mình thực sự là rất tốt. Không chờ hắn tới cha, mình chủ động tới tìm, chịu đòn nhận tội. Hành động này cũng đủ nề mặt rồi. Gọi quan lại bách tính toàn thành đều tới xem lòng trung thành của mình đối với quốc công ra, hắn còn không biết xấu hổ mà trách phạt ta hay sao? Ừ, cách này dù cũ rồi nhưng vẫn dùng được. Nghĩ tới đây, Giang Bân vui mừng nói: Được rồi các vị huynh đệ, hôm nay không uống sảng khoái được, hôm khác ta sẽ thu xếp lại vậy. Ta đi gặp quốc công gia, không tiếp các vị được, xin mời chư vị về trước đi cho. Giang Bân nói xong cũng không chờ mọi người rời đi, y đã vắt chân lên cổ chạy ra sau nhà. Trong nhà vừa thuê hai hạ nhân về là hai người già lão, Giang Bân đối với họ rất là hống hách. Mau, tới nhà củi, bó củi mang ra đây, già có việc dùng. Nói xong liền chạy về phòng mình, vào cửa đã cởi bỏ quần áo. Vương Mãn Đường đang mặc hỷ phục màu đỏ ngồi ở bên giường. Dù nói không phải là lần đầu tiên làm tân nương, nhưng cùng với Giang Bân cũng đã sớm thành chuyện vui rồi. Dù sao hôm nay cũng là mới gả, cũng phải ngoan ngoãn ngồi bên giường giả bộ nai tơ một chút. Điều này là thể hiện sự đoan trang. Thấy Giang Bân chạy nên như tiên bắn vào cửa, cửa cũng không buồn đóng, đã bắt đầu cởi quần áo, khiến nàng ta sợ hãi vội đứng lên thẹn thùng mà nói: Ây da, đại lão gia của ta, người đây là gấp gì vậy? Sao không đóng cửa lại đi? Đóng sao? Đóng cái rắm. Cởi hết ra ta còn phải đi ra ngoài. Nàng nấu nước ấm cho ta đi, cho gừng vào, trở về ta sẽ uống. Mà cái kia chăn cũng phải ấm lên, mang chậu than vào. Sao? Vương Mãn Đường giống như cũng không hiểu gì, nhưng Giang Bân cũng không nói rõ ràng với nàng. Y cởi trần chuồng ra, tìm một chiếc quần mặc ở nhà mặc vào, dùng sợi dây thô thắt quanh thắt lưng. Lúc này lão gia nhân đã mang bó củi đứng ở trước cửa nói: Lão già, củi đã chuẩn bị xong rồi. Giang Bân đáp một tiếng. Trời không còn ấm nữa, đứng trong phòng mở cửa cũng lạnh. Y chà chà sát sát cho người nóng lên, bước ra ngoài cửa buộc bó củi lên vai. Dưới sự chăm chú của Vương Văn Đường và lão gia nhân, tinh thần run run đi thẳng tới hành dinh Khâm Sai. Tại hành dinh Khâm Sai hiện giờ rất là náo nhiệt, các quan viên hỏi thăm thỉnh an, nghe hầu chỉ thị. Người bên trong bên ngoài đều hết sức bận rộn, cả hành dinh Khâm Sai đều rảnh rỗi. Hiện tại bên trong chính là Lương Hồng, vị này chính là phó sứ Khâm Sai Lương Hồng. Y cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Tốt xấu gì y cũng là đường đường phó sứ Khâm Sai, thế nhưng bất kỳ kết quả gì y cũng đều biết sau, quả thực là khiến cho người ta thấy buồn cười. Bây giờ ai cũng thấy y là một nhân vật trưng bày. Không những người dưới trướng của Dương Lăng không chú ý tới y, mà ngay cả các quan lại Bá Châu cũng đều chẳng kính trọng y chút nào. Cái gì mà Tả Đế Đốc, Kim Ngô Vệ, phó sứ Khâm Sai, quan lớn hàng đầu ép chết người ta, trong mắt người ta cũng chẳng là gì hết. Lương Hồng đang ở trong phòng mình, ngửa mặt lên trời mà than thở: Khi nào mới đến lượt chúng ta đây? Mà lúc này, ngay tới chỉ thị của Đương Gia Y là Lưu Cẩn ở tại Ti Lễ Giám Kinh Thành cũng vừa mới viết xong. Ti Tổng Quản viết chữ cuối cùng, sau đó hai tay dâng lên, cung kính chuyển lại cho Lưu Cẩn. Lưu Cẩn đặt tách trà xuống, nhận lấy thánh chỉ xem kỹ lại một lượt, khóe miệng lộ rõ nụ cười đắc ý. Lão ta cẩn thận hội thổi mực phía trên vẫn còn chưa khô, đặt lên bàn, khóe miệng nhếch lên. Thượng Bảo Giám Tổng Quản hiểu ý, lập tức mở hộp quý ra. Đại Minh có ngọc tỷ 17 phương, chiếu mệnh của hoàng đế khác nhau thì dùng ấn tín khác nhau. Ấn tín có loại lớn, loại nhỏ, bổ nhiệm có loại dùng hành bảo hoàng đế. Thượng Bảo Giám lấy hành bảo hoàng đế trong hộp ra, ngọc ấn đóng lên trên. Lại nói, chiêu mà Giang Bân dùng thật sự là huynh hoang khoác lác, thực sự là một cảnh ở Bá Châu ai thấy cũng phải cười. Bách tính trên đường thấy tình cảnh này thì đều chỉ trò trò, hưng phấn khác thường, ai nấy cũng đều đuổi theo. Giang Bân vóc một bó củi, phía dưới là chiếc khố, lại đi một đôi giày cao gót, bước nhanh trên đường phố. Tướng mạo của Giang Bân anh tú, thân hình cao lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, cánh tay dày rộng có lực, cơ ngực nổi lên thành từng múi, thực sự là rất đẹp. Đặc biệt là khi đi qua phố hoa, mấy mụ tú bà quy công đứng ở cửa phơi nắng, bỗng nhìn thấy cảnh này, họ cũng không biết Giang Bân là người thế nào, không khỏi chỉ trò trò, bật cười ha hả. Tiếng gọi lớn nhỏ khiến cho các cô nương trên lầu đều mở cửa sổ ra, đặt mông lên lan can, lấy hạt dưa trong tay ra vừa cắn,
vừa ném vỏ hạt xuống, nhấn mày lên nhìn, đầy khiêu khích. Đôi mắt long lanh đó đang nhìn khắp cơ thể săn chắc của Giang Bân. Giang Bân thấy cảnh này, bỗng phấn chấn tinh thần, thẳng lưng lên. Thân trên cũng không biết lạnh, bó củi đó trên vai cũng hình như đã biến thành một thanh thanh long yển nguyệt đao. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi như bay, thỉnh thoảng còn run run cơ ngực cường tráng, cười đầy tà khí với các cô nương trên lầu. Vẻ mặt cà lơ phất phơ khiến cho các cô nương hét lên chói tai, hoan hô, rõ ràng là còn có người huýt gió, huýt sáo. Giang Bân đầu tàu gương mẫu, dẫn dắt bách tính xem náo nhiệt tới hành dinh Khâm Sai. Bảo vệ hành dinh đứng từ xa thấy đại đội nhân mã chạy tới, liền chạy vào trong báo tin. Tống Tiểu Ái nghe thấy tin báo không khỏi kinh sợ, đưa tay lên cầm loan đao, xông nhanh về phía trước. Theo sau là một đội hỏa súng thủ, dáng vẻ căng thẳng. Tống Tiểu Ái vừa ra tới cửa, liền thấy người tới không ít, nhưng ai nấy đều không mang vũ khí, còn cười ha hả không ngớt. Nhìn không giống dân biến chút nào. Kẻ thần kinh đi đầu tiên đó có chút quen quen. À, là du kích Bá Châu Giang Bân. Tiểu Ái thở phào nhẹ nhõm, mắng yêu. Giang đại nhân đây là làm gì vậy? Áo mũ không chỉnh tề, hình dạng thì nghèo khổ, bần cùng, còn dẫn theo nhiều người như vậy. Bá Châu chưa đủ loạn hay sao? Tất cả đều đã đến đây, người đông nghìn nghịt kéo tới. Giang Bân nghiêm túc nói, Tống đại nhân, mặt tướng là tới thỉnh tội với quốc công gia. Tống Tiểu Ái nhìn bộ dạng đó của y cũng đã đoán ra được vài phần. Vừa nghe được lời này, quả nhiên là học theo người xưa tới chịu đòn nhận tội, không khỏi bật cười thành tiếng. Nàng che miệng mà nói, chịu đòn nhận tội vì chuyện của Trưng Mậu sao? Hắn ta làm đạo tặc lại không phải là ngươi là đạo tặc, dù nó là biểu huynh đệ cũng không thể trị tội ngươi được. Ngươi chịu đòn gì, nhận tội gì chứ? Giang Bân thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, chuyện này nói ra ở đây thực sự là gió lớn, quả thực là rất lánh, người tới xem náo nhiệt thực sự quá nhiều. Tống đại nhân có thể bẩm báo một tiếng không? Chờ gặp được quốc công gia đại nhân rồi, mặt tướng sẽ tự báo cáo. Tống Tiểu Ái cười nói, như vậy thì không may rồi. Giang đại nhân, quốc công gia đang ở nhà lao của phủ Bá Châu thẩm vấn phạm nhân rồi, lúc nữa sợ về không kịp rồi. Giang Bân vừa nghe nói, bỗng hóa đau buồn thành bi thương. Còn phải đi tới đại lao Chi Châu ư? Đó chẳng phải là muốn người ta chết cóng hay sao? Mà sao, quốc công gia đi thẩm vấn phạm nhân ư? Hỏng rồi. Nếu biểu huynh không có nghĩa khí, trước tiên khai ra ta, vậy ta có chịu đòn nhận tội đi chăng nữa cũng không có chút thành ý nào hay sao? Giang Bân nghĩ tới đây, bất chấp trở lạnh hay không, y không nói thêm gì nữa, lập tức chắp tay nói, đà tạ Tống đại nhân, vậy mặt tướng lập tức tới đại lao gặp quốc công gia. Giang Bân quay người đi, khiêng bó củi, dẫn đại bang dân chúng xem náo nhiệt đi thẳng tới đại lao mà không cần người dẫn đường. Chỗ đó y đã quen thuộc, mấy hôm trước thường tới, còn nhận ra con đường gần đó nữa. Tống Tiểu Ái không hiểu sao lại nhìn theo bóng dáng của y đi. Dáng người khôi ngô tuấn tú của Giang Bân thực sự là một người đàn ông anh tuấn, vai rộng thịt dày, lưng hùm vai gấu, quyến rũ vô cùng. Tống Tiểu Ái không khỏi động lòng. Nhìn cũng không tệ, nhưng còn kém xa Tiểu Ngũ nhà ta. Y là lưng hùm vai gấu, còn Tiểu Ngũ thì eo nhỏ, hai cánh tay của y thô to như đùi. Tiểu Ngũ thì có thế vượn cánh hổ thể. Tiểu Ngũ hình dáng còn tuấn tú hơn y, da rẻ Tiểu Ngũ còn trắng hơn. Cũng trong lúc bấy giờ, kẻ thắng thì làm vương hầu, kẻ bại làm giặc. Nếu đã rơi vào tay ngươi, mỗ già cũng không định sống tiếp nữa. Cuộc đời con người cây cỏ nhất thu, cuộc đời này của Trương mỗ đã quá oanh oanh liệt liệt rồi, vui vui sướng sướng rồi, còn không có gì để đáng tiếc nữa cả. Quốc công gia, ngươi cũng đừng phí công nữa đi, chuyện bán đứng huynh đệ há chẳng phải Trương mỗ làm ra hay sao? Dương Lăng khoắt tay mang hai hộp thức ăn tới, một vò rượu ngon được người ta mang vào phòng giam. Dương Lăng thở dài nói, ngày xưa ta vì là thượng khách đã từng mơ hồ khoản đãi thịnh tình của Trương huynh, bây giờ huynh là tù nhân của ta, Dương mỗ vẫn trả lễ cho ngươi. Trương mỗ chắp tay để cho xích chân xích tay, kêu lên leng keng nói, đa tạ quốc công gia, người là một người đàn ông, Trương mỗ cũng không muốn đối địch với người, thật không ngờ tạo hóa lại trêu người, đã phụ lại sự kỳ vọng của quốc công gia ngươi rồi. Dương Lăng lắc đầu, quay người bước đi ra ngoài. Hoa Thư Quan được người ta dìu đi cũng theo sau hắn. Hoa Thư Quan hiện đang đảm nhiệm chức Thôi Quan Bá Châu, chủ quản hình danh một phủ. Những trọng phạm này đương nhiên là quản hạt. Đại nhân, Trường Mỗ còn có một yêu cầu không quá đáng, đại nhân có thể khai ân được không? Dương Lăng dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại. Tề Ngạn Xanh là huynh đệ kết nghĩa của Trường Mỗ, hiện giờ đang rơi vào tay quốc công. Trường Mỗ dùng cái đầu này nhất định sẽ tặng cho quốc công. Không biết quốc công có thể điều tảo huynh đệ vào nhà lao này được không? Mỗ gia muốn uống một chén với huynh đệ kết nghĩa để biệt ly.
quan phủ vẫn chưa bắt được nhân vật quan trọng của bọn đạo tặc. Mấy tên tiểu lâu la dù bị bắt, đối với thủ lĩnh và toàn bộ tổ chức cũng chỉ có chút hiểu biết thiếu hạn, không dễ gì Tề Ngạn Danh bị thất thủ khi gây án. Quan phủ được biết hắn là nhân vật quan trọng của bọn đạo tặc, đã từng dùng hết khổ hình, cũng không thể ép hắn khai ra được nửa chữ. Sau đó, Trương Mậu nhờ Trương Trung cứu viện, thế nhưng Tề Ngạn Danh là bị bắt ở hiện trường phạm án, đã là nhân vật quan trọng, kỳ thực không dễ công khai người ra, cho nên vẫn luôn nhốt ở trong đại lao. Nhưng có Trương Trung tiêu lượng bạc lớn chiếu cố, cuộc sống của y ở đại lao cũng có chút thoải mái. Dương Lang nghe xong liền gật đầu, tiếp tục bước ra ngoài. Trương Mậu đẩy vỏ rượu ra phía bàn, bỗng mùi rượu bốc lên thâm nồng. Trương Mậu một tay giữ lấy mép màn, một tay nâng đít vỏ rượu lên, đặt lên môi, ưng ngực một mạch, lau miệng cười nói: rượu ngon, mấy đại ca, mỗi người uống vài ngụm. Hồ Nhị, tiếp nào. Y một mình ở một phòng giam, bên cạnh là phòng giam mấy tên lâu la đạo tặc. Lúc này đang viện lan can nhìn sang bên này, tay chân Trương Mậu bị xích sắt cột chặt vào tường, không thể đi tới bên tường, liền vung tay lên ném vỏ rượu tới. Một tên mã tặc chặn được vỏ rượu, hoa một cái, rượu trong vỏ tung tóe ra tay. Gã đặt miệng lên lan can, ngửa cổ lên uống vài ngụm, rượu từ mũi xông lên, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên, lại thở dốc khen: rượu ngon, quá ngon. Các huynh đệ, nào, rượu của các công gia thưởng, mỗi người lấy một tí đi. Vỏ rượu được luân chuyển trong lao, vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Dương Lang nghe thấy liền mỉm cười, cất bước đi ra khỏi nhà lao. Quốc công gia. Hoa Thư Quan bước nhanh đã làm tác động tới vết thương, cho nên có phần có chút thở dốc. Người hà tất phải khách khí với đám phạm nhân đáng chết này? Bọn chúng hô lớn gọi nhỏ là để thị uy với ngài đấy, còn không bằng đại hình hầu hạ đi. Mấy cái tên này chịu được đại hình mà đồng ý cung khai thì sao? Dương Lang cười nói: ta biết họ là đang thị uy với ta, nhưng họ đã ra điều kiện rồi và được rất nhiều thứ. Một vò rượu ngon xem như ta hồi lễ đi. Hoa Thư Quan kinh ngạc hỏi: điều kiện chiêu là chiêu gì vậy? Bên ngoài đại lao là một phòng trực, từ trước đến giờ là nơi các quan coi ngục làm việc và nghỉ ngơi. Dương Lang lững thững bước vào nói: nào, chúng ta ở đây uống một chút đi. Người đi cũng lâu rồi, vết thương còn chịu được nữa không? Hoa Thư Quan cảm kích gật đầu, liền bước vào trong. Ngục quan cơ chí nhanh nhẹn dọn chỗ, gọi người tới pha trà dâng lên. Dương Lang và Hoa Thư Quan ngồi trên hai chiếc ghế dài. Dương Lang bấm tay nhẹ xuống bàn, nhướng mày ưu tư khẽ nói: Hoa đại nhân, chúng ta phòng trừng có sai sót rồi. Mã tặc Báo Châu xem ra không phải là dễ quét như vậy đâu. Hoa Thư Quan biết hắn tất sẽ có câu cực dưới, liền chắp tay nói: xin quốc công gia chỉ rõ cho. Dương Lang thở dài nói: ta vốn muốn dùng Trưng Trung làm mồi nhử, bắt lấy tên thủ lĩnh quan trọng của mã tặc, nhân tiện tiêu diệt tận gốc bọn chúng. Tiếc là tài liệu trước đây của chúng ta có hạn, không đủ đánh giá bọn họ, kế hoạch khó mà đạt được hiệu quả. Hắn nâng chén trà lên, thổi thổi nước trà lại không uống, mà hai mắt nhìn chằm chằm vào lá trà chìm nổi trên mặt, hạ giọng nói: trước đây quan phủ Bá Châu vẫn luôn hiểu lầm mã tặc với dân tặc là như nhau. Mãi cho tới bây giờ Dương Hổ rời khỏi Bá Châu mới biết mã tặc tự thành một thế, đối với thực lực của họ thực sự là có giới hạn. Tài liệu trong tay chúng ta luôn cho rằng họ chỉ có vài chục người, do vì mã tặc trước đây cướp bóc nhà giàu, một khi chuyện bại lập tức trốn xa, rất ít khi chính diện tác chiến với quân binh. Về chiến lực của chúng cũng rất xem nhẹ, kết quả mai phục cũng không được lý tưởng. Phần nửa bọn cướp đã trốn được. Theo tình hình trong ngục hôm nay, tổ chức của họ cũng quyết không đơn giản như chúng ta đã đánh giá đâu. Hoa đại nhân, đánh giá ban đầu của chúng ta, cái gọi là mã tặc là một số thân thủ cao minh, gia cảnh bần hàn, vì mưu tài mà kết hợp lại với nhau, âm thầm làm phí, ban ngày làm dân, lâm thời kêu gọi tụ tập lẫn nhau, tổ chức thành một số loạn dân. Bây giờ xem ra không phải như thế rồi. Hoa đại nhân, vừa nãy bổn quan ở trong đại lao khuyên nhủ Trương Mộ đầu hàng, người có chú ý tới hay không? Những tên mã tặc đó khi hô ứng lẫn nhau, gọi nhau phần lớn là bằng tình huynh đệ, rất ít người gọi thẳng danh tính. Mà Trương Mộ và bọn họ nói chuyện, đối với mỗi người đều là gọi thẳng danh tính. Điều đó có nghĩa là gì? Hoa Tư Quan giật mình, hắn xử án cả đời, thực sự tại sao lại không chú ý tới học vấn chào hỏi trong ngục giữa các đạo tặc đây? Lúc này Dương Lăng nhắc nhở, hắn ta mới chợt nói: những tên mã tặc này trực tiếp bị Trương Mậu khống chế, giữa họ không thân quen sao? Hoặc là mỗi lần họ hành động có ý triệu tập lại với những thủ hạ ở các nơi khác nhau, hơn nữa luôn luôn không cho phép họ liên hệ danh tính quê quán lại với nhau sao? Bách tính tầm thường rất ít khi rời khỏi nơi ở của mình đi khắp nơi du ngoạn, hơn nữa quan phủ cũng là không đúng.
có người dân địa phương cả đời không rời khỏi thôn trang ra khỏi đến 7 dặm. Chỉ cần khống chế đơn giản một chút, sẽ cho thuộc hạ đồng thời hành động, rất dễ không quen biết lẫn nhau. Dương Lăng vuốt cằm nói, đúng vậy, nhưng họ ở từng nơi, quyết không thể chỉ thu nhận 1-2 tên mã tặc được. Nếu ở cùng một thôn thu nhận vài tên mã tặc, hơn nữa còn không để cho bọn họ biết thân phận của đối phương, vậy thì mỗi lần hành động, địa điểm tất nhiên sẽ là khác nhau rồi. Ta nghĩ đây chính là quan phủ Bá Châu nhiều lần để bảo giáp lý kiểm kê hộ khẩu, kiểm tra những người xa nhà đi thăm bạn bè, dân số và thời gian buôn bán dạo, lại không thể tìm ra được một số người khả nghi và thời gian địa điểm mỗi lần mã tặc hoạt động để khớp với nguyên nhân. Đồng thời cũng đã chứng minh rằng hơn 100 mã tặc hôm nay hiện thân cũng không phải là toàn bộ thực lực của bọn họ, núi băng chỉ lộ ra một góc mà thôi. Hoa Tư Quan hít vào một hơi thật sâu, lo sợ mà nói, sao mã tặc Bá Châu lại mạnh như vậy? Vì sao chúng ta lại không cảnh giác chứ? Dương Lăng bình tĩnh nói, là bọn chúng trước đây đã làm các đại án rồi, rất nhiều đều đã quy thuận làm dưới trướng của Dương Hổ. Tiêu diệt dân tặc Bá Châu vừa mới kết thúc xong, lời đồn vừa mới lắng xuống. Trong thời gian tiêu diệt thổ phỉ, họ tất nhiên đều mai danh ẩn tính cả. Sau đó bổn quốc công tới Bá Châu, bọn chúng vẫn chưa kịp hoạt động trở lại. Sắc mặt Hoa Tư Quan nghiêm trọng, im lặng gật đầu. Dương Lăng lại nói, cho nên Trương Mậu mới thoải mái như vậy, căn bản không lo lắng tới chuyện bổn quan thi hành khảo vấn sẽ có loại nhu nhược cung khai phá hoại toàn bộ tổ chức của họ. Sáng sớm hôm nay Trương Mậu trúng kế bị bắt, mã tặc lập tức hạ lệnh rút lui. Rõ ràng trong tổ chức của họ, Trương Mậu có thân phận địa vị không bằng thủ lĩnh khác của Trương Mậu. Theo miêu tả của Tiểu Ngũ, Tống Tiểu Ái và Đại Bồng Truy, họ thực sự đã gặp mấy tên thủ lĩnh mã tặc có thể hiệu lệnh. Chúng ta giả thiết một chút vậy. Dương Lăng rời chén trà nói, ví dụ như đối phương, nếu cánh mã tặc này có mấy tên đại thủ lĩnh, hoặc căn bản chính là mấy tên mã tặc không lệ thuộc hợp sức lại với nhau, do vì thủ lĩnh kết bái hoặc quen biết, do đó mới hình thành lên liên minh ở mức độ nào đó. Thế nhưng bọn họ lại tự có nhân mã của mình, giống như Đông Sướng, Tây Sướng, Nội Sướng và Cẩm Y Vệ. Những người phía dưới giữa họ là có sự khác biệt, không hiểu lẫn nhau. Giữa bốn đại thủ lĩnh này cũng không biết có thủ lĩnh dưới trướng là người nào. Hoa Tư Quan cười khổ nói, quốc công gia, nếu như vậy cũng chính là nói chúng ta bắt được Trương Mậu rồi. Trương Mậu cũng chắc chắn cung khai, chỉ cần ba thủ lĩnh khác ẩn đi, chúng ta còn không thể tiêu diệt được họ, nhiều lắm thì phá hoại thế lực này của Trương Mậu, đồng thời ép những thủ lĩnh còn lại lộ rõ thân phận để tránh xa hiểm họa. Mã tặc phía dưới còn có thể chọn ra thủ lĩnh mới, thời cơ thích hợp liền cho tàn lại cháy, phải không? Dương Lăng cười khổ nói, đúng vậy, điều này chắc chắn Trương Mậu sẽ cung khai, đồng ý khai ra những tên thủ lĩnh khác. Ta cũng hy vọng Trương Mậu chính là thủ lĩnh cao nhất của mã tặc. Đối với đội ngũ mã tặc và các thủ lĩnh khác mà nói, y không phải là đại ca kết bái, mà là thủ lĩnh duy nhất có quyền lực tối cao, đồng thời trong tay cũng nắm danh sách toàn bộ nhân mã. Thế nhưng hy vọng này không lớn. Nếu y là thủ lĩnh duy nhất của cả đội ngũ mã tặc này, có quyền lực lớn như vậy, ảnh hưởng đến sự sinh tồn của cả đội ngũ, những tên mã tặc đó e là thà bị tổn thất hoàn toàn cũng liều mạng cứu y ra, mà không thể thấy cơ hội không thời cơ không ổn liền quả đoán mà rút lui kìa. Hoa Tư Quan nắm chặt tay lại, giọng đầy căm hận, bất kể như thế nào chung quy lại là bắt được con cá lớn, lòng dân sắt đá, quan pháp như lò. Trương Mậu từ xưa tới nay ăn ngon mặc đẹp, không cần dùng khốc hình. Đối với mã tặc như vậy chớ nên khách khí, hạ quan ngày đêm đại hình trở lệnh, hạ quan thấy y chưa chắc đã nhận tội. Dương Lăng thở dài nói, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy thôi. Chỉ có điều đến lúc này đây, mã tặc Bá Châu rất khó toàn công nhất địch. Ta không thể ở lại Bá Châu được lâu. Hoàng thượng đã hạ chỉ, chỉ vì dụ dỗ mã tặc ra ngoài mà ta mới giả ý tuyên nhận áp giải những tham quan này về kinh. Mã tặc bây giờ cũng không thể quay lại đường cũ lần nữa. Ngày mai ta sẽ tuyên bố thánh dụ xử lý tham quan Bá Châu. Có lẽ Hoa đại nhân sẽ vất vả nhiều đấy. Hoa Tư Quan liền hạ thấp người nói, bắt trộm phí vốn là chuyện của hạ quan nên làm. Quốc công gia đừng lo lắng, hạ quan đã nhậm chức thưa quan 10 năm rồi, các loại tội phạm cũng gặp không ít. Là con người đều có điểm yếu cả, chỉ cần tìm được nhược điểm của y, đối với thuốc trị, mã tặc nhất định là có thể tiêu diệt được. Dương Lăng mỉm cười gật đầu, trong lòng liền nhớ ra một việc, liền nghiêm túc nói, phí là phải tiêu diệt, thế nhưng Hoa đại nhân ngài phải học hỏi thêm chỉ huy Bá Châu Chu Đắc An cũ kìa. Mã tặc Bá Châu đều không phải ai ai cũng là gần bướng cả. Ví dụ như lấy Tề Ngạn Danh và Trương Mậu làm ví dụ, thân phận đều là thân sĩ địa phương. Từ xưa tới nay họ sửa cầu, mổ đường, phát cháo miễn phí cho dân nghèo không phải là ít. Mặc dù cũng có chút mô danh trục tiếng, thế nhưng chuyện trượng nghĩa khinh tài của họ là vẫn có.
thân phận của họ như thế, giàu có như vậy, tại sao lại vẫn làm cướp đây? Cố nhiên là còn có nguyên nhân sâu xa của cá nhân họ nữa. Họ chắc chắn đã chịu sự áp bách của cầu quan, tham quan, cuộc sống khó mà tiếp tục được, cho nên đây mới là nguyên nhân lớn nhất kìa. Sơn tặc Bá Châu hiện giờ cũng đã trốn chạy rồi, tham quan cũng chịu trừng phạt, đám giả thần giả thánh cũng đã trục xuất được, người dân có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Chờ tới năm sau, trường ngựa ở quan ngoại có thể cung cấp lượng lớn ngựa tốt cho triều đình. Lúc đó mã trường của Bá Châu sẽ bị hủy bỏ, gánh nặng của người dân cũng không còn nữa. Cánh đồng cỏ lúc đấy có thể thay bằng ruộng lúa, tăng cường phát triển thương nghiệp, xưởng sản xuất nhỏ, tạo lên bầu không khí mới. Người dân có đường sống, đương nhiên cũng không còn làm cướp nữa rồi. Cho nên đối với những mã tặc này mà nói, vẫn phải dẹp yên là hơn. Bây giờ chúng ta có thể nắm được chỉ là một mắt xích chỗ Trương Mẫu. Nếu như có thể dẹp yên thành công đám mã tặc này, thì những vụ án cũng sẽ giảm đi, không còn xảy ra huyết án nữa. Cùng với việc cải thiện môi trường sống của người dân Bá Châu, sẽ cổ vũ rất nhiều những mã tặc còn đang sống ẩn giật trong các rừng núi, bỏ cái ác mà hướng thiện. Hoa Thư Quan tâm lĩnh thần hội, cười nói: hạ quan đã hiểu, ân uy cùng thực thi, tiêu diệt và chấn áp, mã tặc sẽ lại lấy việc cướp bóc đại hộ là chính. Chỉ cần chủ hộ không phản kháng kịch liệt, thường thì rất ít người giết người. Hạ quan sẽ thẩm tra kỹ càng, sẽ trách tội nhẹ, giao cho đốc quan địa phương, không cho phép nghiêm trị, tiếp tục tìm người ác, bắt được một người, nghiêm trị một người, kẻ đầu thú sẽ được xử lý nhẹ. Tuy nhiên làm như vậy tạm thời cũng rất khó thu hút được lượng lớn mã tặc tự ra đầu thú. Nếu như môi trường sống của người dân Bá Châu thực sự được thay đổi, lại cộng thêm luật pháp uy hiếp, người đầu thú sẽ được xử lý nhẹ. Khi đó chúng ta có thể khiến cho nhiều mã tặc tự ra đầu thú, chỉ cần họ đầu thú, vụ án kết thúc đi, cũng có sự ràng buộc của họ, họ có muốn làm cướp nữa cũng khó kìa. Dương Lăng tán thưởng cười nói: nói rất hay, chính là đạo lý này. Đúng lúc này, Quan Ngục vội vàng chạy ra thi lễ nói: khởi bẩm quốc công gia, tướng quân du kích Giang đại nhân, ông ta ở ngoài đại lao cầu kiến. Dương Lăng giật mình: sao? Lúc này Giang Bân tới cầu kiến làm gì vậy? Chẳng nhẽ là xin cho Trương Mậu sao? Vụ án lớn như vậy, y cũng quá là to gan lớn mật rồi. Dương Lăng khoát tay nói: cho y vào. Quan Quan Ngục liền đáp: vâng. Rồi vội vàng quay người bước vội ra ngoài. Một lát sau, Giang Bân đã run rẩy đi vào, mô lạnh tím tái, sắc mặt xanh mét, nhìn Dương Lăng mà giơ lên: quốc công gia, mặt tướng lĩnh tội đến đây. Nói xong liền đẩy Kim Sơn đặt bó củi xuống mà quỳ xuống đất. Dương Lăng và Hoa Thư Quan đều sững người ra. Dương Lăng kinh ngạc hồi lâu mới lên tiếng: Giang Bân, Giang đại nhân, ngươi đang làm cái gì vậy? Giang Bân nghe thấy thế thì mừng rỡ trong lòng. Quốc công gia hỏi như vậy cho thấy biểu huynh vẫn chưa nói chuyện của mình, vất vả lần này cũng không hề phí chút công lao nào. Giang Bân liền làm ra vẻ mặt hối hận, bẩm báo: quốc công gia, hạ quan có tội. Biểu huynh Trương Mẫu ngầm làm đạo tặc, còn cấu kết với gian thần Trương Trung, mặt tướng nhất thời hồ đồ, không bắt bẻ y vì bị y bịt mắt. Mặc dù Giang Bân thô lỗ, hơn nữa còn không có học hành gì, nhưng lại rất có nội tâm. Lúc này hành động này nửa tự nhiên, nửa là ra vẻ biểu hiện bình thường, khiến người ta có cảm giác y không hề ngu ngốc chút nào, ngược lại còn cảm thấy con người này chân chất đáng yêu. Giang Bân vừa nói vừa nhìn trộm thần sắc của Dương Lăng, thấy ban đầu hắn kinh ngạc, sau đó lại như ngộ ra, sau cùng là bộ mặt giờ khóc giờ cười, liền thở phào nhẹ nhõm, biết tài này của Uy Quốc Công là đã qua rồi. Hắn biết chuyện này lại không trách mình, như vậy sau này cũng không có ai có thể dùng chuyện này để nắm thóp được mình nữa. Lúc này Giang Bân không còn liếc trộm nữa mà cúi đầu xuống nói rất thành thực. Dương Lăng thực sự vừa tức mà lại vừa buồn cười. Khi hắn bắt quan lại Bá Châu công khai tin Trương Trung chưa chết, khi đó tham tướng Hà Gian Viên Bưu chưa tới. Cho dù Giang Bân không tiết lộ, Trương Mậu cũng nhất định nghe thấy thông tin mà bỏ trốn. Giang Bân không gây ra tai họa gì, hơn nữa hôm nay còn chơi chiêu này, chiêu đòn nhận tội đã được lan truyền ra ngoài. Nhiều người đã từng đọc mấy cuốn sách phần lớn cũng biết, nhưng hiệu quả thực sự hình như vẫn chưa nghe qua, thực sự là làm khó Giang Bân rồi. Dương Lăng đang định đỡ y đứng lên, bỗng trong đầu lóe lên một ý đồ đối phó với Trương Mậu. Con người đều có điểm yếu của Trương Mậu là gì đây? Chính là rất thích nói tới nghĩa khí giang hồ. Chuyện này chỉ cần hắn tốn chút công sức cướp tù, chẳng phải là giết người diệt khẩu rồi hay sao? Trương Mậu bị bắt không thể tạo ra được sự đả kích chí mạng đối với mã tặc Bá Châu, tai họa này e là vẫn còn kéo dài nhiều năm nữa. Nếu có thể đi sang một lối tắt khác thì sao đây? Nghĩ tới đây, Dương Lăng vỗ xuống bàn phịch một cái, tức giận mà quát: Giang Bân, ngươi quả là to gan lớn mật mà. Giang Bân từ khi bắt đầu tố khổ,
rồi sang chuyển thành công ca. Mặt mày đang hớn hở nói, lại bị Dương Lăng dọa cho run người lên. Vừa rồi chẳng phải là ổn cả rồi sao? Sao lại nói trở mặt là trở mặt luôn được ngay vậy? Chỉ thấy thái độ của Dương Lăng dữ tợn, chỉ vào y mà nói. Lúc đó dù ngươi không biết Trương Mậu là thủ phí, thì cũng biết gã và quan liêu bản địa có quan hệ mật thiết với nhau. Chuyện lớn này của bổn quốc công đã liên lụy tới toàn cục, đang giăng lưới bắt khẩn cấp, ngươi lại vì chuyện riêng của bản thân làm hỏng chuyện lớn của bổn quốc công. Ta đã dặn đi dặn lại ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật, không được để bất kỳ một ai biết cả. Tất cả đều bị ngươi làm thành gió thoảng bên tai rồi phải không? Vẻ mặt của Giang Bân thảm não, lão hổ đã biến thành con chuột con, sợ hãi mà nói. Quốc công bất giận, mặt đứng biết tội rồi. Nếu đã biết tội, bổn quốc công cũng không tính toán nữa, cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi có bằng lòng không? Giang Bân mừng rỡ liền nói, quốc công gia xin cứ chỉ bảo, Giang Bân không dám không theo. Ánh mắt của Dương Lăng chợt lóe lên, ngoắc ngoắc tay nói, đứng lên, lại gần đây. Giang Bân liền đứng lên bước tới bên cạnh Dương Lăng. Dương Lăng nói khẽ, chỉ đủ cho Hoa Thư Quan ở gần đó nghe thấy để dặn dò Giang Bân. Đêm dần khuya, bên ngoài cánh cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng mõ canh. Bọn cướp trong lao đều ngả người vào đống cỏ khô nghỉ ngơi. Đầu mùa xuân trời vẫn còn chút lạnh, tuyết đọng chưa tan, trong lao lại càng âm u lạnh lẽo. Tuy nhiên trộm cướp cũng phân làm 7-8 loại. Trương Mậu chẳng những một mình một phòng giam, còn có giường gỗ và đệm chăn. Tuy đã dùng nhiều năm, tình cảnh có tốt hơn những tên cướp lâu la kia, chỉ là chiếc khăn thô ráp vừa ướt vừa ẩm mốc. Nếu là một người thân thể yếu ớt, phòng chừng sẽ bị chiếc chăn này đè cho nghẹt thở. Không đắp sẽ bị lạnh, nếu đắp vào đây cũng được coi là chăn hay sao? Trương Mậu tuy là một tên đạo tặc, nhưng thuở nhỏ gia cảnh cũng khá giả, chưa từng nếm qua loại cực khổ này. Chiếc chăn bị y chuyển tới chuyển lui, không tài nào mà ngủ được. Đúng lúc này bỗng nghe có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Trương Mậu tưởng là Ngục Tốt tuần tra ban đêm, không để ý đến. Tuy nhiên tiếng bước chân ấy lại dừng trước cửa lao ngay phòng giam của y. Tiếp đó có người lấy chìa khóa ra. Trương Mậu tò mò quay đầu lại nhìn, không khỏi kinh sợ bật ngồi dậy. Chỉ thấy Giang Bân một thân nhung trang đứng ở cửa lao, trong tay cầm theo một hộp đựng thức ăn. Bên cạnh có một Ngục Tốt đang mở cửa lao. Khi cửa lao được mở ra, chỉ thấy Giang Bân đút một thỏi bạc vào trong tay Ngục Tốt kia, hạ giọng nói câu gì đó, sau đó bước vào phòng giam. Ngục Tốt đóng cửa lao lấy chìa khóa lại. Trương Mậu kéo kéo xích sắt, sau đó ngồi khoanh chân trên giường chưa nói câu nào. Giang Bân mang theo hộp đựng thức ăn bước lại gần y, bày hết thức ăn trên giường, lấy hai cái bát lớn ra, lại lấy thêm một vò rượu nhỏ từ trong hộp đựng thức ăn, đổ rượu đầy hai bát, sau đó cũng khoanh chân ngồi trên giường. Biểu huynh đệ ngồi đối diện với nhau yên lặng không nói một câu nào. Một lúc lâu sau, Trương Mậu mới cầm lấy chén rượu cùng chén với Giang Bân, sau đó ngẩng mặt uống cạn một chén rượu. Quyệt quyệt miệng, Trương Mậu thấp giọng thán một tiếng, tay đè lên hai đầu gối lau mí mắt. Huynh đệ, ta là tên trộm, ngươi là du kích Bá Châu, không nên tới đây. Đại ca, đừng nói những chuyện đạo lý này nọ với ta, đến uống rượu. Trương Mậu mỉm cười tiếp nhận chén rượu, lại cụng chén cùng Giang Bân, một hơi uống cạn chén rượu, sau đó nói, nhà của ta đã bị tra xét rồi sao? Vẫn còn chưa bị tra xét, nhân sự Khâm Sai hữu hạn lại không tin tưởng ta, chỉ lấy người của hắn đến áp giải đại đội nhân mã trở về Bá Châu, sắp xếp hơn nửa ngày, sắc trời thì cũng đã tối dần. Hiện tại cho người canh giữ tòa nhà, ngày mai khó mà nói. Đại ca có gì cần ta làm hay sao? Trương Mậu cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói, sắc vàng tiền tài vô cùng mỹ lệ, nhất thời đến nhất thời đi đều là chuyện thường, cũng không tính là chuyện gì to tát cả. Giang Bân nhẹ thở dài, đưa cho Trương Mậu đôi đũa, vừa gắp thức ăn cho y vừa nói, đại ca, đệ vừa nghe nói chuyện của người, thật sự là vừa kinh hãi lại vừa lo sợ, nên đợi đêm khuya mới đến thăm ngươi. Đại ca, ngươi thực sự là cướp sao? Trương Mậu gắp đồ ăn thưởng thức, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, thản nhiên nói, vậy theo ngươi thì sao? Giang Bân lắc đầu nói, không có khả năng này. Nhà biểu ca mấy đời đều là gia quyến quyền quý ở Bá Châu này. Ta còn nhớ rõ, trước đây khi cùng nương đến thăm nhà ngươi, khi đó đất nhà ngươi nhìn không thấy đường biên, nổi danh là đại phú Bá Châu, ngươi không thiếu ăn mặc, đáng để ngươi bán mạng đi làm cướp hay sao? Giang Bân thăm dò, có phải bọn chức trộm cướp này ép ngươi làm việc cho chúng hay không? Chúng dụ dỗ ngươi sao? Nếu là như vậy, ngươi cứ nói với ta, dù thế nào ta cũng là tướng quân du kích Bá Châu mà. Hơn nữa ta là bọn bạn cố chi của Uy Quốc Công, ta làm chủ cho ngươi. Trương Mậu thoải mái cười lớn nói, được, không hổ là huynh đệ của Trương Mậu ta. Lão đệ à, ta nói thật cho ngươi biết, ta chẳng những là cướp mà còn là đầu lĩnh của bọn chúng kìa.
Y vuốt râu mỉm cười nói: "Đừng trách đại ca lúc trước không nói gì cho ngươi biết, chuyện này nói cho ngươi cũng không có lợi ích gì cả. Tổ tiên nhà ta vốn là người chăn dê tầm thường, không sống nổi cuộc sống quan ngoại, mới chuyển tới Trung Nguyên này. Triều đình an bài cho nhà ta đến Bá Châu, phân cho 4 mẫu đất, cũng tính là có 4 chốn dung thân. Nhưng nói đến trồng trọt, kinh thương, chúng ta sao có thể so sánh với người Hán được? Không tới mấy năm liền thất bát, dựa vào cái gì mà có thể mua được một phần gia nghiệp lớn như vậy đây, hả?" Giang Bân nghẹn họng chân chối, lắp bắp nói: Chẳng lẽ... Trương Mậu nói: "Đúng vậy, tổ tiên của ta chính là đạo tặc, là một đạo tặc độc lập, sau có chút danh tiếng, liền thu những tên cướp lâu la. Trong đó có không ít người chính là tộc nhân Ngột Lương Xá chuyển tới, cướp bóc vùng xung quanh kiếm sống. Tổ tiên của ta trở thành thủ lĩnh, 100 triệu quan gia tài của nhà ta chính là tích góp từng tí một đấy. Ta bắt đầu buôn bán, chính là buôn bán vô bán. Người nghĩ ta cùng ngươi thật sự là vào Nam, ra Bắc kinh thương, kiếm chút lợi như vậy hay sao?" Giang Bân cứng họng, không nói được lời nào. Một lúc sau, nuốt ngụm nước bọt nói: "Trời ơi, ta thật không nghĩ tới, thế nhưng ngươi hiện tại có ra tài bạc triệu như vậy, còn làm cướp bán mạng như vậy. Nếu sớm dừng tay, sao lại có ngày hôm nay được?" Trương Mậu cười ha hả nói: "Huynh đệ, cơ nghiệp lớn tiêu xài cũng nhiều, đại ca vừa không giỏi trồng trọt, quản lý tài sản, vừa không giỏi kinh thương, cứ như vậy miệng ăn núi lở. Không làm cướp còn có thể làm cái gì? Người cũng đừng tức hận thay ta, đại ca nửa đời này đã hưởng thụ đủ. Người khác cả đời cũng không thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, tiểu sắc tài vận như vậy. Không thiệt, không thiệt." Giang Bân nói: "Người thì không thiệt rồi, vậy Trương gia từ trên xuống dưới phải tính làm sao bây giờ?" Trương Mậu cười ha hả nói: "Ta là đạo tặc chứ không phải mưu phản, cùng lắm là bị tịch thu gia sản thôi. Hai đứa con trai của ta, đứa lớn cũng chỉ mới 9 tuổi, sẽ không bị liên lụy. Huynh đệ nếu có tâm, giúp ta nuôi dưỡng chúng đi." Trương Mậu buồn bã nói, giơ bát lên một ngụm uống cạn. Giang Bân cắn chặt răng, ánh mắt đảo ra phía ngoài, thấp giọng nói: "Đại ca, mặc kệ ngươi là lương dân hay là đạo tặc, ta chỉ biết ngươi mãi mãi là huynh trưởng của ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài." Trương Mậu thân mình chấn động, kinh ngạc nhìn Giang Bân. Giang Bân thần thái kiên quyết, mắt không hề chớp. Yên lặng nhìn một lúc lâu, Trương Mậu mới thấp giọng nói: "Ngươi là tướng quân du kích, tiền đồ sáng lạn. Nếu như cứu ta, chẳng phải sẽ trở thành khâm phạm, lưu lạc thiên nhai như ta hay sao? Ngươi không sợ ư?" Giang Bân nói như đinh đóng cột: "Huynh đệ chúng ta, nghĩa khí ngất trời. Nếu tính toán chia ly những chuyện này, sao có thể tính là nam tử hán đại trượng phu được?" Ánh mắt Trương Mậu chợt lóe lên, khẽ lắc đầu nói: "Hảo huynh đệ, ngươi vì cứu ta mà buông bỏ tiền đồ. Có huynh đệ như ngươi, ta chết cũng nhắm mắt mà. Một người làm, một người chịu. Ta không thể liên lụy ngươi. Ngươi có tâm như vậy là đã quá đủ rồi." Giang Bân sốt ruột nói: "Đại ca, ta là thật tâm. Ngươi lần này bị bắt không chỉ là trộm cướp bình thường, mà là còn tập kích đoàn xe của Khâm Sai kìa. Đó là tội lăng trì, để sao có thể an lòng một mình mà làm quan được?" Giang Bân cầm bát rượu một hơi cạn sạch, sau lại trầm ngâm một hồi lâu, chợt ngẩng đầu nói: "Đại ca nếu quyết ý không đi, để nghĩ tới một biện pháp khác. Nếu cam tâm chết cùng nhau, sao không cùng bọn họ sống sót đi?" Trương Mậu ngẩn ra nói: "Sao cùng sống sót ư? Như thế nào có thể cứu được nhiều người ra ngoài đây?" Giang Bân nói: "Tại sao phải cứu? Chẳng lẽ không thể khiến cho Khâm Sai đại nhân tự phóng thích mọi người hay sao?" Trương Mậu ánh mắt trở nên chăm chú nói: "Có ý gì?" "Nếu nghịch là tử, thuận là sinh, vậy không bằng quy thuận triều đình." Vừa dứt lời, ánh mắt Trương Mậu bỗng chốc bén nhọn như một mũi tên, hai tay cũng như đao sắt. Giang Bân dường như chưa nhận ra, tiếp tục nói: "Đại ca, lời ngươi vừa nói ta hiểu rõ. Nhà đại ca là nhiều thế hệ làm trộm, coi đó như nghề nghiệp. Mà huynh đệ của huynh là bộ hạ ở địa phương, cũng là mã hộ Bá Châu, vì kế sinh nhai mới bị ép buộc làm cướp đường. Hơn nữa cũng không có oán hận sâu sắc gì với triều đình cả. Không phải đều vì cầu tài hay sao? Uy quốc công muốn dẹp sạch cướp đường ở Bá Châu, vì bách tính bình ổn cuộc sống lập một phần công lao. Mặc dù hắn thiết kế muốn tóm gọn bọn huynh, nhưng hắn không làm được. Đồng thời đại ca và những người bị bắt cũng không có khả năng có thể trốn thoát được. Một khi đã như vậy, đại ca sẽ không quy thuận triều đình đi. Dựa vào một thân võ nghệ của ngươi, còn sợ không được một chức quan hay sao?" Y chưa dứt lời, Trương Mậu đã biến sắc, tức giận mà nói: "Câm mồm, ngươi nghĩ Trương Mậu ta là kẻ ham sống sợ chết hay sao?" Trương Mậu dừng lại một chút mới giận dữ mà nói: "May cho ngươi là huynh đệ của ta, lại một lòng tính toán cho ta. Thôi, ta coi như ngươi chưa từng nói những lời này.
Nếu là người khác chỉ dựa vào những lời khinh thường cách làm của Trương Mộ ta thôi thì gã đã đầu rơi máu chảy rồi. Giang Bân không hề sợ hãi, trầm giọng mà nói: Đại ca, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta không phải muốn bán bạn mà cầu vinh, giúp ngươi thoát khỏi nhà giam cũng thế. Khuyên ngươi quy hàng triều đình cũng vậy. Đệ chỉ muốn huynh có thể thoát được một đao kia. Các ngươi vì sao phải làm trộm? Đại ca là đạo tặc thế gia, từ nhỏ đã làm cường đạo, chưa từng nghĩ tới làm người khác đi. Kỳ thực với mạng lưới quan hệ, sản nghiệp hiện tại của ngươi hoàn toàn có thể làm một phú ông an nhàn. Còn bọn cướp đường này vì sao phải làm cướp đây? Cuộc sống quá khó khăn mà thôi. Không vì lý do đơn giản này, chẳng lẽ vì muốn thay trời hành đạo hay sao? Uy Quốc Công là muốn thanh trừ bọn cướp đường Bá Châu là một phần công lao. Vậy sao đại ca không đưa cho hắn phần công lao này? Ta không phải là muốn ngươi quy thuận triều đình cùng tiêu diệt bọn cướp đường, mà muốn ngươi khuyên bảo mấy vị huynh đệ kết nghĩa của ngươi chấp nhận chiêu an của triều đình. Uy Quốc Công hiện không có biện pháp hiệu quả nào, cho nên nhất định sẽ chấp nhận yêu cầu chuyện này thôi. Nếu là chiêu an, quy thuận triều đình, hắn nhất định sẽ nghĩ cách an trí. Những mã hộ này sẽ được phân đất đai, sẽ không phải tiếp tục làm trộm nữa, mà đại ca cùng mấy vị huynh đệ kết nghĩa của ngươi nếu có thể làm quan chẳng phải sẽ sống khá giả hơn hay sao? Nói tóm lại, Uy Quốc Công chỉ là không muốn bọn cướp đường ở Bá Châu xuất hiện nữa thôi, mà đại ca và bọn họ chính là vì muốn được sống tốt hơn. Cứ như vậy chẳng phải ai cũng đạt được nguyện vọng hay sao? Trương Mậu nghe xong những lời này, vẻ lãnh khốc trên khuôn mặt tiêu trừ đi không ít, chậm rãi cúi đầu trầm tư, nét mặt âm tình bất định. Giang Bân nói: Đại ca, người chắc đã nghe nói đến chuyện của tứ đại tặc ở Đông Hải. Bọn họ cũng đối nghịch với triều đình nhiều năm như vậy, giết nhiều quan binh hơn người gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cuối cùng thì thế nào đây? Kết quả của việc tứ đại tặc ngoan cố chống đối với triều đình chính là cái chết của Tiết Miêu, hai cầu tứ. Nhưng Bạch Tiểu Tháo, Vương Mỹ Nhân thật lòng quy thuận triều đình, hiện cũng đã làm tới đô đốc rồi. Đông Hải tứ cướp lộng hành trên biến, cướp bóc, ai cũng phạm phải tội ác tày trời, mà triều đình vẫn có thể khoan thứ, còn giao cho trọng trách, đại ca sợ cái gì đây? Trương Mộ trầm mặc, ngóng nhìn hai phòng giam của bọn cướp đường. Bọn họ cuộn mình nằm chung một chỗ, giống như những con chó ở quê, mệnh quèn, ti tiện, đáng thương và hèn mọn. Như vậy người bảo ta phải quy hàng như thế nào đây? Làm sao có thể thuyết phục mấy vị huynh đệ kết nghĩa của ta? Trương Mậu hai mắt nhìn thẳng Giang Bân, đột nhiên hỏi. Giang Bân ngẩn ngơ nói: Cái này ta cũng không biết được. À, đại ca đồng ý sao? Vậy ta trước phải thăm dò ý của quốc công đã, xem hắn có muốn chiêu an hay không. Trương Mậu thật sự nhượng bộ, làm cho Giang Bân cảm thấy chột dạ. Trương Mậu thấy y nói năng ngập ngừng, giọng điệu có chút bối rối, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Biểu đệ nhất định là không phải do Dương Lăng phái tới chiêu hàng đâu. Nếu không thế ta nhượng bộ như vậy, y nên đưa ra những mồi câu danh lợi lớn hơn để khiến ta mắc câu mới phải. Hiện tại y lại chi chi ngô ngô rụt lại, xem ra biểu đệ đúng là thật tâm tính toán cho ta rồi. Nghĩ đến đây, Trương Mậu thần sắc có chút hỏa hoãn nói: Biểu đệ, vi huynh hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi nói cũng có lý, kỳ thực ta ngẫu nhiên cũng có nghĩ tới. Nhà của ta đời đời làm cướp, con cháu ta cũng sẽ coi đây là nghề nghiệp của gia tộc, vĩnh viễn không thể bỏ xuống được. Chỉ là không nghĩ tới những nghề khác thôi. Vậy ngươi cứ thử một lần đi. Nếu Dương Lăng nguyện ý chiêu an, như vậy ta nguyện ý thử một lần. Dương Lăng vốn bày mưu nghĩ kế để cho y cứu Trương Mậu ra ngoài, tìm được sào huyệt của bọn cướp để một lưới bắt gọn. Ai ngờ Giang Bân diễn quá đạt, diễn tới nghĩa khí ngất trời, làm cho Trương Mậu cảm động, kiên quyết không chịu liên lụy huynh đệ. Hơn nữa thả câu cũng chỉ thả một mình Trương Mậu, Dương Lăng sẽ không đáp ứng để y cứu tất cả bọn cướp đường ra ngoài. Nhưng có điều, tên Trương Mậu trong đầu là nghĩa khí ngút trời, sẽ không chạy trốn một mình. Giang Bân thấy kế hoạch thất bại, linh cơ vừa động, tự chủ trương bắt đầu chiêu hàng. Không thể ngờ được Trương Mậu lại động tâm suy nghĩ. Giang Bân vội trở về bẩm báo với Dương Lăng. Dương Lăng suy nghĩ thật lâu, cân nhắc kỹ lưỡng một phen, cuối cùng cũng đáp ứng. Người cầm quyền nhất định phải có tầm nhìn xa trông rộng, không thể so đo được mất lúc nhất thời. Bọn cướp đường Bá Châu lấy việc cướp bóc mà sống, trên tay cũng có dính đến huyết án. Nhưng trước mắt xem ra, muốn lợi dụng Trương Mậu để diệt gọn bọn cướp đường là không có khả năng. Nếu không thể tiêu diệt bọn cướp đường, sau này không biết còn bao nhiêu dân chúng bị hại nữa đây. Bá Châu hiện lấy thủ đoạn sấm chớp để tiêu trừ tam hại, giống như khoét đi ba cái mụn nhọt trên thân thể ốm yếu. Đây đúng là thời điểm cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Hành tung của bọn cướp đường vô cùng bí ẩn, không có địa điểm tập hợp cố định, lại không có cách nào điều động đại quân để tiêu trừ. Chiêu an bọn họ chính là một biện pháp lợi nước, lợi dân. Đối với một người bề trên, suy xét tới vĩnh viễn là lợi ích. Như thế nào có thể đem đến lợi ích nhiều nhất cho triều đình, cho dân chúng, mà không phải là tính toán chi ly nợ cũ. Vì để thể hiện thành ý, Dương Lăng đến nhà ga giam gặp mặt Trương Mậu thảo luận chuyện chiêu an. Không thể ngờ Trương Mậu lại đề nghị thả y ra ngoài để cho y có thể một mình đến gặp mấy vị huynh đệ kết nghĩa kia, thuyết phục bọn họ quy hàng. Chuyện này khác với suy tính ban đầu của Dương Lăng.
Cái gì? Thả ngươi ra ngoài ư? Vì để thể hiện thành ý, Dương Lăng đến nhà giam gặp mặt Trương Mậu, thảo luận chuyện chiêu an. Không thể ngờ Trương Mậu lại đề nghị thả y ra ngoài, để y có thể một mình đến gặp mấy vị huynh đệ kết nghĩa kia, thuyết phục bọn họ quy hàng. Chuyện này khác với suy tính ban đầu của Dương Lăng. Khi đó tuy cũng muốn thả y ra, nhưng lại là vì để Giang Bân làm nội gián đi theo. Hiện tại thả một mình y ra ngoài, quốc công có thể tin tưởng y không bỏ trốn hay sao? Nghe yêu cầu của Trương Mậu, Giang Bân trợn tròn mắt, lo lắng nhìn về phía Dương Lăng. Thấy Dương Lăng trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, dường như đã đưa ra quyết định, thản nhiên cười nói: Được, ta đáp ứng. Lần này ngay cả đến Trương Mậu cũng thấy giật mình, y vô cùng ngạc nhiên nói: Quốc công cứ như vậy tin tưởng ta sao? Ta tin ngươi. Trương Mậu nhất định là một người nhất ngôn kiều đỉnh, nghĩa khí ngất trời, quyết không là một tên tiểu nhân ích kỷ, vì lợi ích mà quên nghĩa. Tuy nhiên việc này vô cùng trọng đại, bổn quốc công cũng không thể không có phòng bị gì cả. Ngươi rời khỏi nhà giam, phòng giam này liền trống không, ta muốn để cho hai đứa con của ngươi vào đây để thế chỗ. Bất kể chiêu an có thành công hay không, khi ngươi trở về ta liền thả bọn họ, nếu ngươi không trở về. Ánh mắt của Dương Lăng lạnh xuống, thâm trầm giống như hai ngọn lửa. Trương Mậu cắn chặt răng nói: Được, liền để con ta làm con tin, mặc kệ thành công hay không, Trương Mậu nhất định sẽ trở về nơi này. Được. Dương Lăng vút vút cằm cười nói: Bồng Trùy, đến phủ đệ của Trương Lăng đưa bọn nhỏ đến đây, đừng dọa đứa nhỏ. Đại Bồng Trùy đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi. Dương Lăng lại nói: Giang Bân. Giang Bân đang sững sờ, vừa nghe gọi đến y, y vội chắp tay nói: Quốc công gia. Dương Lăng nhấn cằm hướng về phía nhà lao nói: Đi vào. Trương Mậu nếu không trở lại, ngươi thay y lãnh một đao này. Sao? Giang Bân hai mắt trừng lớn. Trương Mậu nghe vậy kinh hãi nói: Đại nhân, việc này không có liên quan đến Giang Bân, vì sao để y liên lụy? Dương Lăng mỉm cười nói: Ta vốn muốn quét sạch Bá Châu từ trên xuống dưới một lần, tuy phải điều động đến binh lực có phần chậm chạp, nhưng ta không tin không thể bắt được mấy con dẫn trốn chui trốn lủi trong dân chúng. Là Giang Bân mở lời với ta muốn chiêu hàng các ngươi, y tự nhiên là phải gánh vác tội liên đới. Nếu ngươi đi rồi, bổn quốc công chỉ đành phải trị tội y thôi. Giang Bân là một người thông minh, liền hiểu được Dương Lăng đang lợi dụng mình, làm cho biểu huynh trong lòng phải gánh thêm một mối lo. Giang Bân lập tức điềm tĩnh bước về phía cửa lao, hào khí ngất trời, cất cao giọng mà nói: Được, biểu huynh ngươi cứ yên tâm, Giang Bân nguyện lấy thân mình thay thế. Trong lòng Trương Mậu run lên, vỗ vỗ đầu vai Giang Bân, mấp máy môi, thế nhưng không nói lên lời. Lúc này hai ngục tốt tiến lên tháo xiềng tay chân cho y. Trương Mậu hoạt động tay chân vái chào các huynh đệ trong nhà giam, rành mạch mà nói: Các huynh đệ, mọi người không thể tiếp tục sống, mới bắt đắc sĩ phải bước trên con đường làm cướp này. Nếu vì vậy ai mà nguyện ý phải làm cướp đây, một công việc phải bị đầu dây máu chảy này chứ. Hiện giờ quốc công ra cho chúng ta một con đường sống, nếu ta có thể thuyết phục các vị thủ lĩnh chấp nhận chiêu an của triều đình, cái kia chúng ta liền được thả. Trương Mậu này liền rời khỏi đến thương lượng cùng mấy vị huynh đệ. Nếu mấy vị huynh đệ đồng ý rửa tay các kiếm, ta liền dẫn bọn họ trở về. Nếu các ngươi không muốn, Trương Mậu nhất định sẽ trở lại cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử. Lấy 3 ngày làm hạn định, trong vòng 3 ngày Trương Mậu nhất định sẽ trở về. Mọi người có thể tin tưởng ta hay không? Trong phòng giam ồn ào hẳn lên, một nhóm cướp đường chắp tay cao giọng nói: Tin tưởng, cung tiến đại ca, mong chờ tin của đại ca trở về. Trương Mậu cười ha hả, ánh mắt chạm đến cái nhìn của Dương Lăng, vừa chắp tay liền bước ra ngoài, long hành hổ bộ, ngạo nghễ uy phong, mang một khí thế hào hùng. Dương Lăng khẽ mỉm cười, cũng bước ra ngoài. Ngũ Hán Siêu bước theo sau, trong ngục toàn là bọn cướp đường, Giang Bân không dám cao giọng, đành phải tiếp tục giả bộ. Y trở lại đầu giường, đặt mông xuống đất, bắt đầu suy nghĩ miên man. Tả khí hưng thịnh quá à, bắt đầu từ sáng sớm hôm qua ta nạp thiếp, tiến vào tân phòng, sau đó một đêm này vội vội vàng vàng, ta còn chưa kịp về nhà kìa, lại phải ở trong này rồi. Đây rốt cuộc là vì tòa nhà ta mua không hợp phong thủy, hay là bát tự của Vương Mãn Đường không tốt đây? Dương Lăng ra khỏi nhà giam, Trương Mậu đã nhảy lên tuấn mã, hắn chuẩn bị. Trương Mậu cầm chặt cương ngựa, vái chào Dương Lăng nói: Quốc công gia, Trương Mỗ cáo từ. Dương Lăng mỉm cười, chắp tay nói: Được, kính đợi tin tốt của Trương huynh. Trương Mậu đá vào bụng ngựa, phóng ngựa về phía trước. Tuấn mã hí dài, bốn vó vung lên, nghênh ngang mà phóng đi. Dương Lăng nhìn theo một người một ngựa biến mất ở cuối phố, đang muốn tiến đến cỗ kiệu của mình, tiếng vó ngựa bỗng gấp gáp vang lên, quay đầu nhìn lại, hướng về phía mặt trời, ánh mặt trời chói chang. Híp hai mắt, đợi đến khi ngựa phóng đến trước mặt, thấy được một vị tiểu tướng tuấn tú, Tống Tiểu Ái, phía sau là một người khoác trên mình một thân áo xám bình thường, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, dường như từ xa đến. Tống Tiểu Ái xoay người xuống ngựa, vội vàng tiến lên, nói nhỏ vài câu bên tai Dương Lăng.
Dương Lăng thân mình chấn động mạnh, quay đầu nhìn về hướng Tống Tiểu Ái, trên mặt đã có chút thất sắc. Tống Tiểu Ái thất sắc, Dương Lăng lập tức bước lên tiếp đón vị khách mặc áo bào xám kia, không đợi người kia hành lễ, liền kéo cánh tay hắn bước qua một bên, nhỏ giọng mà trò chuyện. Ngô Hán Siêu thấy xung quanh chỉ là binh vệ của quốc công, không có người đi đường, liền giữ chặt Tống Tiểu Ái, thấp giọng mà hỏi: đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Tiểu Ái đè thấp giọng nói: lệnh quốc công lập tức về kinh. Sao? Cái gì? Ngô Hán Siêu giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi: kinh thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Tiểu Ái kéo tay áo của hắn nói: đừng lên tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu băng hà rồi. Sao? Dương Lăng lúc bấy giờ nghe tin cũng lấy lại bình tĩnh hỏi: vậy thánh chỉ khi nào tới? Người kia liền nói: hoàng thượng vừa hạ chỉ, Miêu Cung Công liền phái nô tỳ lập tức phi ngựa đến báo tin. Thái giám truyền chỉ không nhanh như ngựa mã giám ta, một đường kiệu xe chập chập, hơn 200 dặm đường còn phải rong ruổi thêm 3 ngày. Trong lòng Dương Lăng liền tính toán sơ lược tình hình hiện tại. Nói như vậy, chuyện chiêu an bọn cướp đường Bá Châu có thành công hay không, mình cũng không thể tự xử lý. Người kia lại nói: hai vị đại học sĩ Lý Dương vốn đang trên đường hồi kinh, hiện tại nhận được thông báo ở dịch trạm, để bọn họ có thể nhanh chóng lên đường. Khi tiên đế qua đời, tân đế đăng cơ, vừa có hỷ lại vừa có tang, quý khách khi đó chưa hẳn long trọng như lúc này. Thái Hoàng Thái Hậu tạ thế, là hoàng tôn, đương kim hoàng thượng nhất định phải để tang túc trực bên cạnh linh cữu của người, thân đỡ quan tài. Đại thần thân cận, hoàng thân quốc thích cũng phải tham gia tế lễ, đây là đại sự, quốc công không thể khinh thị. Dương Lăng gật đầu, lễ nghi của cổ nhân còn quan trọng hơn tính mệnh, hắn sớm được lĩnh giáo từ đám người Vương Quỳnh rồi. Người kia lại đè thấp giọng nói: nếu chỉ vì chuyện này, Miêu Cung Công tự nhiên không cần phải phái nô tỳ ngày đêm thúc ngựa đến đây đâu. Quốc công già à? Hoàng thượng lệnh quốc công hồi kinh. Lưu Cẩn kiến nghị để Khâm Sai phó sứ Lương Hồng ở lại Bá Châu đảm nhiệm việc trấn thủ Bá Châu, cũng tiếp nhận hết thảy những việc quốc công chưa hoàn thành. Nếu như quốc công muốn xử trí đám tham quan và Trưng Trung, nhất định phải xử trí trong vòng 3 ngày này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở các tập truyện tiếp sau. Xin chào và hẹn gặp lại.